RFA hãy học thêm về thuật đối nhân xử thế trước khi xuyên tạc về chính sách ngoại giao của Việt Nam. Lợi dụng thông tin, hình ảnh về chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình và phu nhân tới Việt Nam, các thế lực thù địch, những phần tử bất mãn, phản động lại tìm cách bới móc, chống phá, cố tình tạo ra những cái nhìn méo mó về hình ảnh quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Trên trang Đài Á Châu Tự Do RFA đăng video công kích rằng Thủ tướng Việt Nam ra tận chân cầu thang đón Chủ tịch Trung Quốc, trái ngược với chuyến thăm của Tổng thống Mỹ. RFA nên biết rằng Trung Quốc, Việt Nam, Mỹ hay Nga đều là những bậc thầy về ngoại giao, về thuật đối nhân xử thế. Một sự kiện đối ngoại cấp cao như đón Tổng thống Mỹ hay Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc thì chắc chắn Việt Nam đã tính toán rất kỹ và sẽ không thể để mắc lỗi cho RFA thổi phạt. Chỉ có những kẻ tiểu nhân, nhận thức hạn hẹp, tâm địa xấu xa mới hoặc đang cố tình tỏ ra ngây ngô, nguy hiểm để xuyên tạc, dẫn dắt, kích động dư luận. Tháng 10 năm 2022, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Hà Nội đi thăm chính thức nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Lễ đón chính thức Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã được tổ chức trọng thể tại Đại lễ đường Nhân dân Trung Quốc theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là lãnh đạo cao nhất của nước ngoài đầu tiên mà Đảng Cộng sản Trung Quốc và Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đón tiếp ngay sau Đại hội 20 Đảng Cộng sản Trung Quốc, sự kiện chính trị trọng đại hàng đầu của Đảng và Nhân dân Trung Quốc. Phía Trung Quốc đã thực hiện nghi thức bắn 21 loạt đại bác chào mừng Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam tại quảng trường Thiên An Môn. Điều này thể hiện sự coi trọng lẫn nhau giữa hai đảng, hai nhà nước, nhất là sự trân trọng của Đảng, Chính phủ và Nhân dân Trung Quốc và cá nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thông qua việc thu xếp đón Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam ở mức lễ tân cao nhất. RFA hãy nhìn lại những trang sử ngoại giao chói lọi của Việt Nam. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có nhiều đóng góp trong xây dựng, vun đắp và đưa mối quan hệ hữu nghị Việt-Trung lên tầm cao mới. Trong các chuyến thăm của người tới Trung Quốc, các lãnh đạo cao nhất của Trung Quốc đã đón tiếp hết sức long trọng, nồng nhiệt. Tháng 6 năm 1955, Chủ tịch Hồ Chí Minh dẫn đầu đoàn đại biểu của Đảng và Chính phủ Việt Nam thăm chính thức Trung Quốc. Đích thân lãnh đạo cao nhất của Trung Quốc lúc đó là Chủ tịch Mao Trạch Đông đã đón Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm hữu nghị Trung Quốc tại sân bay Bắc Kinh. Sau đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất xúc động trước tình cảm nồng ấm, chân thành của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Chính phủ và Nhân dân Trung Quốc chào đón tại Nam Ninh, Trung Quốc. Đến năm 1957, một lần nữa, Chủ tịch Mao Trạch Đông và Thủ tướng Chu Ân Lai cũng đã ra sân bay Bắc Kinh đón Chủ tịch Hồ Chí Minh sang thăm Trung Quốc. Không những vậy, mỗi lần vào dịp sinh nhật, các đồng chí lãnh đạo Trung Quốc luôn dành những tình cảm và gửi lời chúc tốt đẹp tới Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mối quan hệ ngày càng được hai bên bồi đắp và phát triển. Vì ý nghĩa đặc biệt đó và tình láng giềng hữu nghị đằm thắm Việt Nam-Trung Quốc, Việt Nam cũng đã dành cho người đứng đầu Đảng Cộng sản Nhà nước Trung Quốc nghi thức chào đón trang trọng nhất. Điều đó thể hiện sự coi trọng cao độ quan hệ giữa hai đảng, hai nước, là minh chứng cho mối quan hệ láng giềng lâu đời giữa hai nước, khẳng định và tăng cường sự tin cậy, thúc đẩy mối quan hệ Việt Nam-Trung Quốc ổn định và phát triển hơn. Nền tảng ngoại giao giữa Việt Nam-Trung Quốc là cơ sở để hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước tiếp tục bồi tụ, vun đắp xây dựng mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai dân tộc ngày càng phát triển, góp phần vào hòa bình ổn định ở khu vực và trên thế giới. Với suy nghĩ thiển cận và thủ đoạn truyền thông bẩn của mình, đám phản động như Việt Tân, RFA đã rất nhanh khi chép được hình ảnh đón tiếp trên và biên tập khiến nó trở nên có vấn đề để xuyên tạc, bôi nhọ, hạ uy tín đảng, chính phủ và chính sách ngoại giao của Việt Nam. Tuy nhiên, việc non kém về trình độ, kiến thức đối ngoại, lễ tân, ngoại giao khiến chúng tự vạch mặt mình trước công luận.